Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Bạn thân mến, như ở bài chia sẻ trước, chúng ta đều đã biết ông Phạm Nhật Vượng đang có tham vọng lớn là làm sao để cổ phiếu của VinFast được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Sau mọi nỗ lực suốt một năm qua, cuối cùng ngày 15 tháng 8, VinFast chính thức được niêm yết trên Nasdaq Mỹ với mã VFS. Sự kiện này được nhiều người đánh giá là một cột mốc lịch sử khi một doanh nghiệp Việt Nam được niêm yết thành công và tạo ra những hiệu ứng tích cực trên thị trường chứng khoán Mỹ. Với màn chào sân nước Mỹ rực rỡ, VinFast đã đem về cho chủ nhân của nó 39 tỷ đô chỉ trong một đêm. Điều này cũng giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt vào top 30 người giàu nhất thế giới. Thật tự hào phải không ạ? Vậy bạn có muốn biết cách làm việc của ông Phạm Nhật Vượng như thế nào mà giúp ông có thể đạt hết thành công này đến thành công khác không? Mời bạn nghe video này để học hỏi bí quyết của ông nhé! Màn chào sân rực rỡ của cổ phiếu VFS trên đất Mỹ. Đó là một buổi sáng trung tuần tháng 8, ngày mà ông Mark Coy, phó chủ tịch Nasdaq, mô tả là tuyệt vời khi Nasdaq chính thức chào đón thành viên mới với mã VFS gia nhập danh sách đại gia đình. Nasdaq rất vinh dự được hợp tác với VinFast. Tôi rất vui mừng khi các bạn lần đầu gia nhập cùng chúng tôi ở đây, giao lộ của thế giới, quảng trường thời đại New York. Sáng nay, chúng ta sẽ rung chuông đánh dấu VinFast chính thức trở thành thành viên của gia đình Nasdaq thông qua sự hợp nhất với BlackSpace Acquisition Co. Một lần nữa, xin chúc mừng, ông Mark Coy nhấn mạnh. Theo lời giới thiệu của ông Mark Coy, VinFast, một thành viên của tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup, đang hiện thực hóa những cam kết nhằm kiến tạo tương lai xanh cho mọi người. VinFast tin rằng một tương lai bền vững chỉ có thể trở nên khả thi khi mọi người có thể sử dụng các phương tiện thông minh, an toàn và thân thiện với môi trường thông qua mạng lưới đối tác toàn cầu và các nhà cung cấp cùng tổ chức đáng tin cậy. Ông Mark Coy còn bày tỏ ấn tượng với hoạt động nghiên cứu và phát triển của VinFast cũng như nỗ lực của doanh nghiệp trong việc ứng dụng các công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xe điện vào sản phẩm và sản xuất. Bên cạnh đó, vị phó chủ tịch Nasdaq cũng nhấn mạnh VinFast là doanh nghiệp ô tô toàn cầu đầu tiên của người Việt Nam. Tập đoàn Vingroup đã và đang thay đổi cuộc sống của người dân Việt Nam trong suốt 30 năm qua. Và giờ đây, VinFast mang sứ mệnh đó đến với thế giới, tạo ra một tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Và mới chỉ tháng trước, VinFast đã động thổ xây dựng nhà máy ở North California, Mỹ với công suất dự kiến 150.000 xe cho giai đoạn 1. Đây chính là dấu mốc quan trọng của thương hiệu ô tô Việt trong việc mở rộng hoạt động ra toàn cầu và phát triển chuỗi cung ứng của mình tại Bắc Mỹ. Việc VinFast niêm yết trên Nasdaq hôm nay một lần nữa minh chứng cho sự chăm chỉ và đam mê dẫn đầu và đổi mới của các bạn. Con người, văn hóa của các bạn không chỉ tương đồng với những phẩm chất hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô, mà còn trùng với DNA của các doanh nghiệp có mặt trên Nasdaq, ông Mark Coy nhấn mạnh. Theo đó, mở đầu phiên giao dịch lúc 20:30 ngày 15 tháng 8 theo giờ Việt Nam, cổ phiếu VFS của VinFast có giá 22 đô trên cổ phiếu. Sau 15 phút giao dịch đầu tiên, giá lùi về quanh ngưỡng 17 đô trên cổ phiếu. Nhưng sau đó, cổ phiếu của VinFast nhanh chóng bật ngược trở lại. Cổ phiếu VFS kết thúc phiên giao dịch đầu tiên trên Nasdaq tăng hơn 68%, vượt mức 37 đô trên cổ phiếu, bổ sung thêm 39 tỷ đô vào giá trị tài sản ròng của chủ tịch Phạm Nhật Vượng. Mức tăng đáng kể trong khối tài sản của ông Vượng sau màn niêm yết thành công của VinFast là nhờ số cổ phần lên tới 99% mà ông nắm giữ tại hãng xe điện này thông qua tập đoàn Vingroup. Điều này còn giúp quy mô vốn hóa của VinFast vượt 85 tỷ đô, ngang tầm những gã khổng lồ trong ngành là General Motors và Mercedes-Benz. Bà Lê Thị Thu Thủy, chủ tịch VinFast kiêm phó chủ tịch Vingroup khẳng định sự chăm chỉ, nỗ lực chính là chìa khóa để VinFast có được ngày hôm nay. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt vài năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để có thể trở thành doanh nghiệp niêm yết tại Mỹ. Đây là một ngày rất quan trọng với chúng tôi, bà Thủy nhấn mạnh. Vị nữ tướng của VinFast nhấn mạnh doanh nghiệp đã tiến lên rất nhanh, không chỉ vì mục tiêu của mình, mà vì những việc đó rất quan trọng trong việc đảm bảo một tương lai xanh hơn. Giao thông vận tải đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện đại, nhưng kể từ cuộc cách mạng công nghiệp, lĩnh vực này cũng ngày càng gây nhiều thiệt hại cho hành tinh, đe dọa sự cân bằng mong manh giữa phát triển và bảo vệ môi trường sống. Chính vì thế, VinFast nhấn mạnh sứ mệnh cung cấp cho mọi người cơ hội, khả năng tiếp cận các phương tiện điện thông minh, an toàn và thân thiện với môi trường cùng mức giá phù hợp chính là chìa khóa để đạt sự bền vững trên quy mô toàn cầu. VinFast đã làm được việc cực khó nhưng vẫn cần tiếp tục chinh phục việc khó hơn. Chia sẻ về việc VinFast được niêm yết tại Mỹ, doanh nhân Đỗ Cao Bảo, một trong 13 thành viên sáng lập tập đoàn FPT nhấn mạnh:
VinFast đã làm được việc cực khó là niêm yết trên sàn Nasdaq, dù cho có những trở ngại tưởng như không thể vượt qua. Tôi hy vọng VinFast sẽ trở thành thương hiệu ô tô điện có thị phần lớn tại thị trường Mỹ và châu Âu. Bên cạnh đó, vị doanh nhân nhiều năm dày dạn trên thương trường cả trong và ngoài nước nhấn mạnh việc lên sàn thành công của VinFast góp phần không nhỏ trong việc tạo dựng niềm tin cho khách hàng cũng như nâng tầm thương hiệu của hãng xe ô tô của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Tuy nhiên, ông Bảo cũng nhấn mạnh, con đường phía trước của VinFast chắc chắn không phải hành trình trải đầy hoa hồng. Bởi lẽ, Mỹ và châu Âu vốn nổi tiếng là những thị trường khó tính, nên một trong những thách thức lớn nhất với VinFast là khiến người tiêu dùng tin tưởng, yêu thích và lựa chọn sử dụng. Tôi nghĩ việc chinh phục các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu sẽ là thử thách rất lớn. Đối thủ của VinFast là những tên tuổi lẫy lừng như Tesla, Chevrolet, Ford, Hyundai, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Rivian, Kia, Audi, Nissan, Volvo, Polestar. Họ không những có thương hiệu, có tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực xe ô tô, mà còn đang có số lượng xe ô tô điện bán ra nhiều gấp 10, 20, 50, 100 lần VinFast. VinFast phải làm sao để người Mỹ, người châu Âu tin tưởng, yêu thích và quyết định mua xe, mà phải mua xe với số lượng lớn, lên tới hàng trăm ngàn chiếc, chứ không chỉ dừng lại ở vài nghìn, vài chục nghìn xe, ông Bảo nhận định. Bí quyết làm việc của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Xưa nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vốn là doanh nhân khá kín tiếng trước truyền thông. Ông ít khi tham gia các cuộc gặp mặt với báo giới hoặc các sự kiện đình đám mà ông thường chỉ tham gia các buổi lễ lớn của tập đoàn Vingroup. Lần đình đám nhất là ông từng xuất hiện trên tờ tạp chí danh tiếng Forbes sau sự kiện lọt top những tỷ phú giàu nhất thế giới. Là người đứng đầu tập đoàn Vingroup với tầm nhìn dài hạn và có khát vọng phát triển vì mục đích tốt đẹp của đất nước. Câu chuyện thành công của tỷ phú Phạm Nhật Vượng luôn là cảm hứng cho nhiều người khởi nghiệp và cho tất cả những ai làm trong giới kinh doanh. Dưới đây là những chia sẻ về phương pháp làm việc đã giúp cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt được đỉnh cao của sự thành công cho đến thời điểm hiện tại. Hy vọng những điều này sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm hữu ích để áp dụng cho bản thân mình. 1. Trân quý thời gian và tập trung làm việc. Còn nhớ trong buổi phỏng vấn đầu năm 2018 trên báo Tuổi Trẻ, Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng cho biết ông rất thích đọc sách. Cụ thể là ngày còn nhỏ, ông thích sử, đọc sách sử, còn hiện tại là sách quản trị và sách công nghệ. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra, tỷ phú một tập đoàn lớn như ông Vượng lấy đâu ra thời gian để đọc sách? Câu trả lời của phần nào tiết lộ tư duy quản lý thời gian làm việc của vị chủ tịch Vingroup. Tùy duyên thôi, hôm nào về đến nhà không quá mệt thì đọc, còn nếu không thì ngồi xem TV cùng với con gái một lúc rồi đi ngủ. Cách làm của tôi là nếu đã làm thì sẽ tập trung hết sức vào việc. Tôi họp nhiều nhưng nhanh lắm, chỉ 10-15 phút thôi. Buổi nào nhiều mới là nửa tiếng. Làm việc nhiều và liên tục nên về đến nhà là cũng mệt nhoài rồi. Tập trung hết sức vào công việc khi đã làm cũng là quan điểm từng được nhà sáng lập tập đoàn Trung Nguyên nhắc đến. Cách đây không lâu, bên lề phiên tòa xét xử ly hôn, chia sẻ với người trẻ có ý định khởi nghiệp, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng cần phải nghĩ lớn và nỗ lực hơn người khác. Khi ra đời, Qua khác người khác, chí đầu tiên của Qua nó lớn lắm. Hồi xưa người ta đặt cơ sở nhưng Qua phải ghi là hãng mới được nha. Qua nói với mấy bạn sinh viên của mình, 6 tháng của mình phải làm hơn người ta làm 20 năm, mà phải làm được đó nghe. Ông khuyên người trẻ muốn khởi nghiệp. Như Warren Buffett đã từng có câu nói nổi tiếng, đó là thứ duy nhất bạn không thể mua. Ý tôi là, về cơ bản, tôi có thể mua bất cứ thứ gì tôi muốn, nhưng tôi không thể mua được thời gian. Warren Buffett hoàn toàn đúng. Để theo đuổi những đam mê mang lại giá trị lớn trong khi bạn chỉ có 24 giờ mỗi ngày, bạn phải từ bỏ các hoạt động mang lại giá trị thấp, sử dụng thời gian hiệu quả thể hiện qua việc chỉ dành cho việc họp hành 10-15 phút với tỷ phú Phạm Nhật Vượng hay 6 tháng làm việc của mình bằng người khác làm 20 năm đối với chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên. 2. Phải có kỷ luật cao dành cho bản thân. Bạn không thể làm mọi việc, nhưng bạn có thể làm một việc mà bạn có thể làm nó ngay bây giờ. Bằng cách đặt ra các mục tiêu và các ưu tiên, sau đó bằng cách chọn ra nhiệm vụ quan trọng nhất, bạn có thể tăng mức sản lượng và đầu ra của bạn một cách đáng kể. Muốn đạt năng suất cao trong công việc, thì có lẽ kỹ năng quản trị thời gian là có sức mạnh nhất. Nó có thể làm tăng đầu ra của bạn lên đến 500%. Nó có thể làm giảm số lượng thời gian bạn dành cho một công việc xuống tới 80% bằng chính hành động lao mình vào nhiệm vụ và đặt kỷ luật cho chính bạn gắn bó với nó cho đến khi nó hoàn thành. Tin tốt lành là bất cứ khi nào bạn hoàn thành một nhiệm vụ to lớn, bạn trải nghiệm một sự tăng lên mạnh mẽ về sức lực, sự nhiệt tình và lòng tự trọng. Bạn cảm thấy rất tuyệt vời về bản thân mình. Bạn cảm thấy vui vẻ và phấn khởi. Bạn cảm thấy giống như một người chiến thắng vậy.
Làm thế nào để hình thành thói quen tập trung này? Bạn làm việc này bằng cách lựa chọn những nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn, sắp xếp bản thân bạn và sau đó tập trung toàn tâm toàn ý thực hiện nó cho đến khi nó hoàn thành. Làm đi làm lại như thế cho đến khi thói quen giải quyết đơn lẻ này được củng cố vững chắc. Bên cạnh đó, khi có điều gì tác động đến, bạn nên bỏ mặc tất cả mọi thứ khác và dồn toàn tâm toàn ý vào thực hiện nó, bất kể phải mất bao nhiêu lâu. Khi bạn đang giải quyết những nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn, bất kỳ điều gì khác xen vào, bạn nên xem đó là điều làm phí phạm thời gian của bạn. Bạn phải biết rằng, chẳng có gì quan trọng hơn những gì bạn đang làm ở hiện tại. Đây là chìa khóa mở ra năng suất cao và thành công vĩ đại. Bạn thân mến, trong nội dung đăng tải trong ấn phẩm kỷ niệm 100 năm phát hành tạp chí Forbes, vị tỷ phú này cũng chia sẻ, không có ai có quá nhiều thời gian trên đời này cả, ta phải làm sao để sau này không phải hối hận vì đã lãng phí nó. Chưa kể, công việc với tôi là lẽ sống, là niềm vui, là đam mê, và nhiều khi làm việc cũng là giải trí. Và nếu ta làm việc tận tâm, quyết tâm và hướng đến sự hài hòa lợi ích chung của bản thân và xã hội, thì nhất định sẽ thành công. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn phần nào vững tin trên con đường mình đã chọn, tập trung vào mục tiêu và quyết tâm làm nó đến cùng. Chúc bạn thành công! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết thành công chia sẻ, hãy like video này để tiếp thêm nguồn động lực giúp chúng tôi có thể làm những nội dung hay hơn nữa. Và bạn đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích mỗi ngày. Và nếu bạn muốn bí quyết thành công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.